Thì mình chuyển nữa, có cần đưa đi bệnh viện hay không hả? Không cần ạ. Tôi đây có cách. Một, hai, ba. Mẹ kiếp mày, mặt đái thì đái đi, mắt ỉa thì ỉa đi, có cất thì ăn đi. Làm như là có bí mật là tao cắt lưỡi mày bây giờ đó. Xem ra thuốc ở trên mình thằng hộ vệ của bả. Đại ca, lúc nãy em cũng muốn nói cậu đó đó. Mẹ kiếp mày, tại sao không dắt đầu đi vô đây? Dạ. Ê, dậy đi. Ê, dạ, sao nói chuyện tức dậy vậy? Ê, dạ, ai đá tôi vậy? Nó đá hả? Nè, bà chủ của mày có chuyện rồi kìa, còn không đi vô trọng. Đi vô trọng đi. Bà chủ tôi có chuyện hả? Đúng vậy. Ôi dạ, không được. Đau tay quá, tôi đi không có nổi. Đau tay à? Đau tay hả? Mẹ kiếp mày xong chưa? Tay nó đau, nó đi không nổi. Bệnh gì mà kệ, kêu nó vô đây đi, lẹ lên. Tôi xin chào bây giờ. Cảm ơn nhiều nha. Ngoan quá. Cảm ơn nhiều lắm nha. Thằng kia, mày cứu tỉnh bà chủ mày lại đi. Nghiêm trọng như vậy rủi chết thì sao chứ? Để tôi gọi điện thoại đi kiếm xe cứu thương. Mẹ kiếp, chờ tao mày. Mẹ đầu cái đầu mày. Mày lại mày dám chờ tao hả? Nè, đừng có nóng nảy nữa. Ông bạn à, tôi lăn lóc giang hồ mấy chục năm, đầu đã sói hết. Nè, bây giờ lần này đây, kể như là giúp tôi cứu cô tỉnh đi hả? Nè, cái bác đầu trọc này nói chuyện nghe được đó, không có như cha nói đâu. Tôi cũng không biết có được hay không. Không được, đừng có trách tôi nha. Để tôi thử coi ha. Mày vợ trò còn giúp nó nữa hả? Tàn thuốc pha trà lọc lại, ngày xưa đã cứu rất nhiều người. Để tôi thử nghe lời thằng Joe xem người đàn bà này xỉu thật là xỉu giả hay là cố tình qua mặt tôi. Nè, nguy rồi, cổ không có tỉnh lại, tôi phải gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mày cứu không tỉnh lại hả? Đứng qua một bên đi, tao không tin mày cứu không được. Đưa con dao đây. Đưa đây. Nè, thằng râu mép, mày muốn làm cái gì? Buông tay ra, thằng đầu trọc. Mày muốn cái gì đây? Tao nói một mày nói hai, tao nói đông mày nói tây. Bây giờ mày muốn đánh tao hả? Mười mấy năm nay mày tìm cơ hội đánh tao, hôm nay mày có cơ hội rồi đó. Nói lý lẽ một chút có được hay không? Nếu mày giết chết cổ, chúng ta có lợi lộc gì đây? Chỉ cần tiền thôi mà. Được, tôi hỏi ông, tiền quan trọng hay là anh em quan trọng? Anh em, có phải vậy không? Tại sao trước mặt anh em anh chơi tôi hả? Anh ngon lành quá mà. Đại ca, chúng tôi là đại ca, chúng tôi cũng mất mặt, thôi để chúng tôi cho nó một bài học. Đúng rồi. Xem ra tôi phải dùng tuyệt chiêu rồi. Nè, đưa vào đây cho tao. Dám đến tao hả? Mẹ kiếp, dám đến tao. Dám đến tao hả? Cho mày chết. Ngồi đi. Mời ngồi. Không ngồi hả thì tôi ngồi. Thiệt là lão chủ thiệt là khó chịu đó nha. Khó quá đi. Nè, để họ đánh cái kiểu này á, chúng ta sẽ tổn thất rất là nhiều tiền đó. Đúng rồi, tổn thất nhiều á. Vậy làm sao đây? Tính đi. Là Bích Liên hả? Gần tay đi, đừng có đánh nữa. Là Bích Liên hả? Gần tay đi. À, 100 triệu hả? Gần tay. Tay lại. Gần tay. À, 100 triệu hả? À, để tôi điều tra cho. Được rồi. Nè, tiền của ai rớt đây? Của tôi. À, xin lỗi nha. Quá ra là tiền của tôi rớt đó. Xin lỗi nha. Hai vị đại ca. Xin lỗi một chút nha. Tôi đích thực nhận được tin tức thân chủ trước khi chết thật sự để lại 100 triệu. Nếu mà thật sự của các người, tôi nghĩ bà chủ của chúng tôi nhất định sẽ biết điều trả lại cho các ông hết. Phải rồi. Tại sao phải trả tiền lại cho các người? Nghe tới tiền là tỉnh liền à? Tiền đó là của chồng tôi mà. Tôi là người kế thừa. Tại sao phải trả tiền đó lại cho các ông chứ? Tôi... Có bằng cớ gì nói tiền đó là của các người? Hai người đó là người xấu. Tại sao giúp họ mà không chịu giúp tôi? Tôi... Được. Cô nghi quan cho tôi. Chuyện này tôi không có lo nữa. Mấy người muốn làm gì thì làm đi.
Được, cõi quần nó ra. Nếu như tiền đó thật sự là của mấy người thì để tôi trả lại cho. Cuối cùng đã chịu cúi đầu rồi. Nè, tránh ra. Phải rồi, nếu mà điều tra được là tiền của các ông, nhất định sẽ trả lại cho các ông. Đi thôi, cầm bóp lại đi. Hết sợ đầu trọc à. Không có tao làm sao mà yên chuyện được chứ, phải không? Nè, lần này tôi đã tìm nhiều cách, cố gắng rất nhiều mới lấy được tài liệu này ở trong tay cấp trên của tôi đó nha. Em hứa với tôi tới đâu rồi? Lúc nào cũng nóng ruộng gì cả. Thì ghét, tôi muốn điều tra giùm tôi bối cảnh người đàn bà thôi. Được, nhưng mà tôi muốn em tối hôm nay với tôi. Nhưng mà dạo này tôi bón lắm. Một người bán bạch phiến, một người bán vũ khí, thêm một người giám đốc tài vụ kiếm tiền bậy bạ. Ai mà tin cô ta chứ? Làm cô gái ngây thơ hả? Không bao giờ đâu. Cô ta không phải khờ khạo đâu, mà là cô ta trong trắng đó. Anh có thành kiến gì cô? Không có. Không có, không có. Còn giám đốc không có nữa. Đương nhiên là không phải rồi. Tôi muốn giúp đỡ cho anh thôi mà. Anh nghĩ coi hai vợ chồng ngày đêm sống với nhau, chuyện gì mà không biết. Nhìn thấy cô ta thông minh lắm, không phải là ngu như vậy đâu. Nè, ông trời rất công bằng, sắc đẹp và trí tuệ sẽ mãi mãi không bao giờ đi chung đâu. Nhìn cái mặt của anh kìa, biết ngay nhất định là đúng tà rồi đó. Tà gì đây? Tà dâm. Những người đàn bà anh gặp đều là có chồng cả. Thôi được rồi, anh tôi buồn. Nhưng hãy nghe tôi nói. Năm 1988 tháng 7, anh gặp người đàn bà có chồng. Người đàn bà đó là một lực sĩ Hồng Kông. Kết quả tôi dàn xếp cho anh đánh với nó. Năm 1989, người đàn bà anh quen có chồng bán thịt heo. Thằng giả cầm dao sắp thịt là được anh chạy chính con đường đó, có nhớ không vậy hả? Đồ điên. Nè, đã nói từ nay không có nhắc tới nữa mà. Cho nên tôi mới mướn anh làm thư ký của tôi đó. Nếu mà anh còn gì nữa tôi không biết giúp đỡ anh thế nào đi. Thì tài liệu tôi cũng đã nói rõ với anh rồi. Bà ta gạt người ta 100 triệu đó. Ê, tôi nghĩ là bây giờ dù cô ta biết đi nữa cũng không chịu giao 100 triệu ra đâu. Simon à, em đã tìm được một chìa khóa tủ sắt ở trong hộp tủ rồi. Không biết số tiền kia có trong đó không? Đi coi thử. Xong rồi hả? Có biết chồng em để lại gì cho em không? Cái gì? Hột xoàn á. Em chưa bao giờ thấy hột xoàn to như vậy. Anh coi là thật hay là giả? Phải trả lại cho họ thật à? Phải, trả lại cho chủ của nó. Vậy thì phải, đồ của người ta mà hả? Nhưng coi một chút cũng đâu có sao. Cất đi. Em muốn lấy lại một viên để mà phòng thân. Em biết làm vậy là không đúng. Có phải em tham lắm không? Con người ai lại không tham? Nhưng người tốt và người xấu khác biệt ở chỗ, người tốt không có làm, chỉ nghĩ thôi. Đưa cho anh. Nếu mà mấy người kia làm dữ quá, anh đừng đưa hộp xoàn lại cho họ nha. Phải cẩn thận đó. Được. Thiệt chết được. Bye bye. Bye bye. Làm cái gì kì vậy? Có làm đúng hay không? Mẹ kiếp, đồ đi cùng. Ông Đạt thật sự là người giữ lời hứa. Không lẽ kêu tôi đứng đây nói chuyện sao hả? Tại sao không nhắc ghế cho ông Đạt ngồi? Pha trà và đưa thuốc. Đưa thứ ba bên trái, cảm ơn. Họ Đàm kia, trở mặt làm dữ hả? Rất nhiều người nói như vậy.
Có kính phục cũng khỏi cần đứng dậy chào ha. Ê thằng cao mép, Hồng Môn 300 năm nay là một gia đình. Ngày hôm nay có một thanh niên trẻ như vậy đứng ra chủ trì công lý, kể như anh em của chúng tôi an tâm được rồi, phải không cao mép? Nè mọi người hãy không hỏi đi, cái ông đầu trong này thật sự là một người có tu dưỡng đó. Ông tức muốn nổ ngực luôn á, mà ngoài mặt những người mỉm chi như vậy, thật là lợi hại. Ông Đàm, tiền đâu hả? Hai người, giấy căn cước đâu? Hột xoàn của tôi là thật, tôi đâu biết hai người có giả mạo hay không. Mày làm sao, không có hả? Hộ chiếu của tôi đâu? À, lấy của tôi rồi hả? Đây này đại ca. Tránh ra đi. Nè. Nè, ăn cướp dòng là biết liền à, mặt thỏ mỏ dơi. À, tướng của bác này coi được hơn. Mày nói gì thằng kia? Nói chơi một chút có tiền cũng không lấy nữa hả? Đủ hết rồi, chờ chút. Thử hộp xoàn trước đi. Tự nhiên. Coi kỹ một chút nha. Mau lên đi, có gì không ổn tao thiến tụi bay đó. Thế nào thế nào, thật hay giả? Không ngờ bán bạch phiến mà dám chơi đồ tốt như vậy. Đồ giả. Không lẽ thằng Trường nói đúng, tôi sẽ chết trong tay người đàn bà này. Hộp xoàn này là hộp xoàn giả. Đúng vậy, đây là đồ giả. Còn có ngựa này là đồ thật. Không có đồ giả làm gì có đồ thật. Không có đồ thật sao có đồ giả. Không có ngày phép làm sao nghỉ phép chứ. Không có nghỉ phép làm sao cô Trân đi chơi. Nè, mày muốn nói cái gì đây? Ông không biết tôi nói gì phải không? Tôi cũng không biết tôi nói gì nữa. Tôi nói tóm lại, cô Mai nói với cô Luân, thằng Sam cũng nói mấy ông là bậy. Có làm lớn không? Đưa hộp xoàn giả mà nói tụi ta làm lớn á? Muốn chơi phải không? Lời tôi nói đương nhiên các ông không rõ, bởi vì ông nóng nảy. À, còn ông trọc đầu này khác nha. Ông bình tĩnh lắm đó, ông ta sẽ hiểu rõ lời nói đó. Tới đây. Nè, ông khác, ông thông minh lắm, lời nói tôi nhất định ông hiểu, phải vậy không? Nè, mặt của ông đã cho tôi biết ông đã hiểu rõ rồi. Nếu ông hiểu rõ thì ông nói cho những người kia hiểu nha. À, hiểu rõ rồi, ý của ông ta là kiếm chút cháo thôi. Nè, nói giá đi. Ê, lý lẽ là đơn giản như vậy đó. Mọi người đừng đóng phim nữa nha. 10%. 10%, tức là 10 triệu. Tao không chịu. À, lại nữa rồi. Nè, mày chịu đi. Không cho, không cho. Nè, được mà, 5 triệu thôi. Ê, 5 triệu hả? Ê, nghe đại ca một lần có được không? Chúng ta làm phiền ông Đàm lâu như vậy, trả giá như vậy phải rồi. Tao nói không cho là không cho thật đó. Nghe tôi đi, hứa với nó đi mà. Không được. Không sao thật ở chỗ này nè. Các người gây xong rồi hãy tới tìm tôi nha. Nè 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 nè, tao cho. Dứt khoát. Các người có hai người, tôi trao cho ai bây giờ hả? Đưa tôi. Bác đầu trọc này dễ thương hơn, tôi đưa cho bác nha. Anh được, đưa đây. Đại ca, anh không coi tôi ra cái gì. Được rồi, đưa cho nó đi, chúng tôi sẽ chia nhau. Ê, lỡ tay rồi. Được rồi. Trong túi cũng là cái túi đó. Đổ đây. Đánh cha bây giờ. Cũng là tại anh nè, cái gì cũng tiên lễ hậu sinh, suy nghĩ kỹ rồi làm, không có chịu nghe tôi gì hết. Tôi đã nói cho anh biết rồi mà, cái mạng đó không có được nữa. Gặp tôi á, tiền trảm hậu tấu. Giết chết nó làm sao lấy tiền đây? Tối ngày cứ chém chém giết giết. Nóng nảy như vậy cũng vô dụng thôi. Cái gì mà nóng nảy? Chúng ta đã bị người ta cho chúng ta bắt mặt hết rồi. Như vậy thì hãy lo tìm cách đi. Tìm cách gì bây giờ đây này hả? Nghĩ ra cách đi. Thì đã nói với mày rồi mà, hãy dùng đầu óc một chút đi. Dùng đầu óc cái nỗi gì? Làm sao tôi gặp nó, chém hai chân trước rồi tính sao? Ê, mất cầm nói với mày. Mẹ kiếp. Ê, tụi bay nói xong chưa vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Cái gì? Kiếp chuyện hả? Cho mày chết. Ê, đâu rồi?
à. Nè, đó đâu rồi, kia rồi, đó kìa, nó kìa. À, tôi không chia cho mấy người đâu, tôi đi trước nha. Ê, đại ca của các người đang chia chác ở trong kia, các người đừng có quấy rầy nha. Phải rồi, cửa ra chỗ nào vậy hả? Ở chánh đó. À, cảm ơn. Đi cầu thang sướng hơn. Đứng lại. Nghe được cháy. Tụi bay bắt nó về đây cho tao. Dậy lên, lại lên, lại lên, lại lên, đứng lại, lại lại, nè, đứng lại, đừng có chạy nha, đứng lại. Cho tụi bay biết đánh trái đánh phải à, có ba chi, chi đầu chi giữa, chi cuối là từng phong cước, chờ tụi bay chết hết. Tuần phong cước quay 360 độ. Đúng rồi. Nó xin lỗi nha, nó xin lỗi. Đi mất tiêu rồi. Sao nói chuyện này ca được đây? À, không biết sao nữa. Ây da, gặp con chó điên này nữa. Ê, tôi là cảnh sát đây. Bắt nó đi. Ê, có người giả gái đó. Bắt nó đi. Bắt đi. Ê, giả gái kìa. Giả cái gì tao không đánh chơi với mày đâu. Ê, ra đi. Ê, ra đây, con này, con này. Ê, giả gái đi. Ê, ra đây, ra đây. Ừ, trông đẹp trai như vậy tại sao cũng làm đúng tình hình nghệ sĩ. Nó kỳ cục quá đi. Bà tôi thi rồi nhưng mà bị rớt. Cười cái búa. Chết mày nào. Cho mày chết luôn. Ê, lần này tao bắt được mất gan quá đi. Đi đâu đó cô ơi. Xuống đây đi. Tài xế chạy đi. Lần này có đã hay là không? Nè, có muốn chụp hình hay không hả? Bây giờ còn muốn giả gái hay không nữa? Thì bị con nhỏ kia nó chơi sáng chán rồi. Này ông bạn à, tại sao ông chịu lên tiếng vậy hả? Bạn bè với nhau nói sao là tôi không khuyên hả? Giả đàn bà gì vậy? Ê, nè, đừng có chạy chứ. Đâu tôi dám cùng người đàn bà 4-5 tiếng làm vợ bà ta rồi, làm việc quên hết trơn rồi. Simon à, mày thật là xui xẻo, làm sao ông nói với người ta đây hả? Làm sao ông nói với mình đây? Đợi chút nữa thằng râu trở về nhất định nó sẽ quê mày cho tới chết. Từ này còn mặt mũi này làm người nữa đây chứ hả? Chỉ có nước độn thổ cho mà chết thôi à, bí quyết làm sao đây hả? Đánh cho mày chết nè. Phan Kim Liên nè, độc chiêu nè, Chung Vô Diệm nè, người đàn bà nói láo nè, người đàn bà nói láo, người đàn bà ấy da, ấy da. Ráng chịu đau một chút. Người đàn bà nói láo kia, người đàn bà nói láo kia, ra đây mau, ra đây mau. Đàm Simon này thật là ngu hết chỗ nói. Nếu biết cô ta nói láo, tại sao cô ấy còn đây làm gì nữa chứ hả? Không được, phải thử một phen. À, xin lỗi nha. Câu nói tôi rút lại. Sao lại giận dữ vậy? Chuyện hồi nãy phiền phức lắm hả? Hay là chúng ta ăn cơm rồi tính sau nha? Uống tô canh cho mát bụng đi. Sâm Hoa Kỳ tìm với gà đó. Em không biết nấu cơm. Nếu nó không ngon thì anh đừng có giận nha. Đàn bà như miệng rắn độc, như cây kim của loài ong. Anh đọc thơ hả? Cả hai đều không có độc. Độc nhất là lòng đàn bà đó. Làm cái gì vậy hả? Tại sao lại cho người ta sát dán? Nấu bữa cơm cho ăn muốn gạt trái tim tôi ra sao? Đừng có chim bao nữa. Đừng tưởng rằng mình đẹp gái là được rồi.
tướng tự tâm sanh. Bây giờ cô biết cô xấu tới cỡ nào hay không? Em đâu có gạt anh đâu. Còn nói không gạt nữa, tại sao Hồ Soạn lại trở thành hồng sàng giả? Không lẽ mình anh đổi hay sao? Chính tay của anh coi mà, sao biến thành giả được? Chắc là em lại giở trò gì đó. Chính tay của anh coi qua đó mà. Đâu có. Tại sao anh lại nghi quan cho em? Em mới về đây có mấy ngày thôi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng của em rối loạn lắm. Em đâu có biết chồng của em là người xấu như vậy. Em đã trả hồ sơ hết lại cho anh rồi, anh còn nghi quan cho em? Em xem anh, xem anh, đừng tin cô ta nha. Cô ta gian ác lắm. Hồ sơ cô ta tôi coi kỹ rồi. Làm sao? Cuộc sống 7 năm qua cô ấy tôi nghiên cứu rất kỹ. Ồ, nhưng mà hoàn toàn trống không. Ờ, như vậy nghĩa là gì? Anh hỏi tôi làm gì? Cô ấy kìa. Cái gì? Các người điều tra tôi. Tôi có thành tâm thành ý mời các người, tin tưởng các người. Thì ra từ trước tới giờ các người không tin tôi. Bây giờ không bằng không cớ mà các người còn nghi quan cho tôi nữa, làm sao mới tin tôi được đây? Có cần dùng máy nói sự thật không? Được. Được lắm. Châu à, đừng có lãng phí thời gian nữa. Thuốc nói sự thật nè. Được, cho cô uống thuốc này. Cô sẽ nói tất cả sự thật cho chúng tôi nghe. Đã uống rồi đó. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hỏi đi. Cô sinh năm nào? 1965. Loại máu gì vậy? À, B. Thành hôn chưa? Có rồi. 7 năm qua cô làm gì? 1986 tốt nghiệp đại học ở trường California. 1987 thành hôn. Thành hôn xong thì về làm nội trợ. Đủ rồi, đủ rồi. Quần lót màu gì? Ra ngoài. Màu vàng. Có phải cô đánh trá Hồ Soạn? Không có. Cô gạt tôi không? Không có. Có thương tôi không? Có chứ. Thiệt vậy hả? Thiệt mà. Tôi ghét nhất là đàn bà lường gạt tình cảm. Có làm cái gì cũng được mà đừng hung hít người ta nha. Miệng là nơi chứa vi trùng nhiều lắm, vi trùng vào thân thể, bị bệnh sida một cái là kêu trời kêu đất cũng không có kịp nữa. Hola, alo. Các người trao tiền ra đây, nếu không tôi sẽ giết. Đừng tưởng các người thông minh, bác đại trương dương tứ đại kim cương của tôi, nếu mà xúc động là chém các người ra làm 8 miếng đó. Ba cái thằng trời đánh thánh đầm giống như tụi bay. Tụi bay đã qua mặt của tao, đàm xin mình tao sẽ ngủ mã phần thầy mày. Hẹn đầu trọc à, bình tĩnh một xíu đi. Chuyện gì tôi cũng phải dùng đầu óc chứ, chém giết là vô dụng mà thôi. Bây giờ nóng nảy như vậy giải quyết được vấn đề gì? Nè, thôi thì để anh kiếm đại ca bỏ tiền ra nghe. Nè, lúc này mà mày còn giỡn với tao hả? Cái gì? Như vậy tôi nói sai là sao? Đã không chém anh, bây giờ anh muốn sao cũng được hả? Nè, hôm nay không phải kêu mày đến đây gây gỗ, tao chỉ muốn mày kiếm cách lấy tiền lại cho tao thôi. Có cách gì lấy tiền chứ? Lập tức về bên kia kiếm mấy thằng ở chơi xem anh đàm đó. Dù cho con mẹ kia nó có cánh nó cũng không bay được đâu. Các người nghe rõ chưa? Điện thoại đi. Nè, các người có nghe tôi nói hay không hả? Không nghe gì hết. Tụi bay đó có nghe điện thoại hay không?
Gọi ai vậy? Gọi cần biết, gọi ai cũng được hết. Gọi đi. Mua bỏ trốn hả? Em làm cửa sổ thôi. Son phấn của cô sao dày quá vậy? Nói láo nhiều như vậy mà cũng không đỏ nữa. Tại vì anh hỏi cho nên em mới trả lời chứ bộ. Không thèm nói chuyện nữa. Nha. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi trả tiền cho bọn nó. Vậy rõ ràng là muốn giật tiền của em. Ê, đừng có đi nhân em nói nè. Khỏi cần, cô phải biết tiền quan trọng nhất nhưng không phải dạng năng đâu. Em biết. Tiền đâu có phải là giận năng. Ha, câu nói tiếp theo là câu gì ha? Ha, em nhớ ra rồi. Không có tiền thì dạng dạng bất năng. Ừ. Wow, áo của anh đẹp quá ha. Mắc lắm à. Ông à, đổ xăng hả? Ờ. Xăng gì đây? Ờ, lít đi. Làm ơn đổ đầy nha. Dạ. Chú à, dạo này xăng bao nhiêu một galon vậy? Có chị thì 7.50, không có chị thì 7.02. Sao mắc quá vậy? Người nào cũng đổ giá này thôi mà. Vậy thì phải. Xăng mắc như vậy, xe không có xăng thì lại không chạy. Không có tiền thì đừng nói là người không chết, xe còn chết luôn nữa à. Anh nói đi, tiền có quan trọng hay không? Anh nói là em tham tiền cũng được, mánh mùng cũng được. Tóm lại là phải có tiền. Còn phải là do tiền của mình kiếm được nữa. Em không biết anh nghĩ như thế nào. Có tiền ai mà không ham? Nếu không hả, ra mấy chỗ bán vé số còn nhiều hơn là đi tìm gạo nữa. Anh thấy không có tiền khổ ghê chưa? Trời nóng nực lại còn phải đi xe bus nữa. Ây da, anh coi kìa, xếp hàng dài tới nhức đầu luôn hả? Ây da, nè, thiệt là tội nghiệp quá à. Ây da, thiệt là tội quá à. Công tiền hả, anh nói cái gì mà an định phồn vinh. Mở phi trường và mở khu nhà sang trọng Trung Quốc và nước Anh cãi tới đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng trở mặt vì tiền. Lại là tiền. Tiền đường hầm nè. Cái gì thì cũng cần tiền hết đó mà. Gorbachev của Liên Xô giờ vét đủ nơi cũng vì tiền. Cuối cùng cũng hạ đại rồi. Nè, có tiền đủ chưa hả? Có tiền cả ngày rồi sao nói nhảy quá vậy hả? Tiền. Có tiền thì được mua tiền. Mua tiền cũng được bằng tiền. Tiền. Làm sao nghĩ cách kiếm tiền? Tiền. À phải rồi. Tối hôm qua sau khi em quyết định trao tiền ra thì em ngủ thiệt là ngon lắm. Lâu rồi còn ngủ ngon như vậy. Tiền là cơn ác mộng của cô, đương nhiên không có là ngủ khỏe đó mà. Bệnh không thích tiền sao? Không phải không thích, chỉ thích xài thôi. Tiền không phải là để dành thích mà là để dành xài đó. Ồ. Uầy, có phải là BD hay không? Hả, nó sao đó? Đụng xe rồi kìa. Hay là đừng đi nha. Hả? Nhanh lên đi, ngân hàng sắp đóng cửa rồi. Vậy càng tốt, khỏi đi nữa, em đi hết nổi rồi. Tại sao lại không đi chứ, đụng xe nhưng phải đi, có làm đứng hay không vậy hả? Chân em đau quá nè. Đừng có giở trò nữa, đi không nổi cũng phải đi đó. Đi mau đi. Không phải là giả đò đâu, đi không được thiệt mà. Cố gắng đi. Em đâu có gạt anh đâu, đi không nổi làm sao mà đi. Người ta đuổi tới nơi mà còn không chịu chạy nữa. Đau quá nè. Đi mau lên đi. Đi. Lấy xong rồi có cầm quay lại không? Khỏi cần, đi. Mua đi, phải rồi, mua đi.
ngồi đi. Ngồi đi, xin mời, xin mời. Ơi, đồ bị cảnh sát. Ê, cảnh sát ơi, chạy, chạy, chạy mau đi. Chạy mau đi. Chạy, chạy, chạy. Cái bóp của em. Cái gì đó hả? Hả? Cái bóp của tôi. Nè, cái bóp của tôi. Dừng xe lại. Nè, dừng xe lại đi. Nè, dừng xe lại. Nè, dừng xe lại. Nè, chạy đi. Chạy lên đây đi. Rồi, báo lên, báo lên đây, chạy, báo lên, báo lên đi, nè, báo lên đây, báo lên đây, chạy, chạy đi. Có sao không vậy? Có đau hay không? Không sao. Bắt nó, bắt nó đi, bắt nó đi. Nè, chạy mau đi. Đằng kia kìa, đằng nào? Đứng lại nha. Đứng lại. Đây, đứng lại. Đây, chạy ra. Đứng lại. Đây, đứng lại. Rồi, đứng lại. Bỏ lên. Ê, đứng theo. Bỏ lên, đứng theo. 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 Chạy đi! Ơi, chạy hết nổi rồi. Không có nghĩ được đâu, chạy mau đi, tới rồi kìa, chạy đi. Chạy. Bao lên đi, chạy lên. Bao lên, chạy lên. Chạy lên, chạy lên. Chạy lên, chạy lên. Bắt nó, bắt nó, nó chạy đi. Bắt nó, chạy đi. Chạy lại, chạy lại, chạy lại. Thôi em chạy hết nổi rồi, anh chạy trước đi. Em tưởng anh là người thế giới cung cứu sao? Anh không phải là hạng người như vậy đâu. Bệnh xỉn của em lại tái phát rồi. Anh cầm một hộp sò này đi trước đi. Không được đâu, chạy mau đi. Em chạy hết nổi rồi, đừng ghét em nữa. Đi. Để em cõng em đi. Em hãy núp đỡ ở đây nha, đừng có đi bậy bạ nha. Nhớ nha, đừng có đi bậy bạ đó. Ô này này, giường của tôi mà, đi chỗ khác đi. Đi đi, đi chỗ khác đi bà. Đi 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 đi. Chủ à, đây là tiền mướn phòng của ông. Ông cho mướn xài đỡ một chút xíu nha. Ôi, hồi quá à. Ê, tôi ở đây nè, mấy người hãy đuổi theo tôi đi. Đuổi theo đó kìa. Chạy nha. Đuổi theo đó. Đứng lại nha, đứng lại. Đó kìa, đứng lại. Chạy theo đi. Ê, đừng có bắt bậy nha. Tôi đây là vua của em, là hoàng hậu đó mà. Đừng đi nha, ở đây ngủ đi. Cho mày nằm chim bao nè. Thiệt là tức quá đi mà. Đi đâu không thấy vậy? Đi đâu không thấy vậy? Ở bên kia. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Đuổi theo. Này chú à. Ê chú à, cô gái kia đâu rồi hả? Thôi bỏ đi nào. Thoát nạn rồi đó. Nhi mau lên xe đi. Phải đó. Bà có sao không vậy hả? Xin lỗi nha. Xin lỗi bà nha. Đứng yên. Hậu soạn đâu? Đời tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Đi trước đi. Nó trong tay tao, hãy đưa hậu soạn ra đây. Đưa đây mau. Ê, không được đi nha. Mày đi tao giết nó ngay.
nhanh lên. Hãy đưa xô đây. Ê, vậy thì giật coi giật cái cần cổ của tôi nha. Ông thả người ra trước đi. Đạn trai, cô lại dùng đạn trai để gạt tôi nữa. Đứng yên, xe đi. Đứng yên. Cởi áo bỏ súng thì hết đói nổi. Nó là thằng mù đó, đừng sợ nó. Đỡ tôi. Trời, bắn gì ghê quá vậy? Đứng yên đi, đứng yên đi. Vậy mà nói bệnh suyễn, chạy còn nhanh hơn võ sĩ điền kinh nữa. Nếu như anh không kịp thở thì từ từ rồi mới nói. Anh bực thiệt đó. Gạt hết lần này tới lần khác, muốn gạt anh tới bao giờ đây hả? Đâu có gạt anh đâu, chỉ gạt mấy người xấu thôi. Nè bà có kim chỉ không? Tôi mai miệng của ta lại. Không nha. Lời nói của em đều là sự thật, em đâu có gạt anh đâu. Còn nói nữa hả? Tán vợ. Ôi, đàn ông gì dữ quá vậy? Buông ra. Thằng thanh niên dùng miệng chứ đừng dùng tay, vợ chồng đừng có gây gỗ mất cảm tình. Cô ta đâu phải là vợ tôi đâu chứ? Nhưng mà tôi ở chung với ảnh. Tôi có ở chung với cô bao giờ đâu? Phải sao? Em nói bậy không à? Khùng điên quá, đi đi. Chúng ta không cho nhà người ăn hiếp gái nhà lành đâu. Tôi. Được. Vậy cô nói đi. Nói đi. Nói chứ. Tôi lấy tiền của người ta đó. Thấy chưa? Nhưng mà tôi đi ăn cắp tiền của mấy tay anh chị. Phải rồi. Tôi định là lấy đi làm việc thiện. Cái gì? Nhưng mà anh buộc tôi phải trao lại cho người xấu. Ông nói coi ai đúng đây. Sao kỳ vậy? Cô đúng, nó không đúng. Tôi không đúng. Hãy, Phật cũng có mắt để coi mà. Hòa thượng này điên rồi. Xe mình, lên xe. Cô giỏi lắm. Nè, đi theo tôi đi. Sao hổ người ta không ạ? Lên xe đi. Tài xế, chạy đi. Cảm ơn các vị đã ủng hộ cho tôi. Vậy tại tôi. Ây á. Hai người chửi đã rồi chưa? Chưa đã. Nhưng bây giờ không muốn chửi nữa. Cho tôi đi tắm rồi mới tính sao đi. Không được. Ê, lần này anh không đúng đó. Mình cô ấy bây giờ hôi thối lắm. Làm sao mà hung được chứ? Đi tắm đi. Khoan đã. Anh Châu, vào trong khám xét đi. Tôi xét cho kỹ mới được, con nhỏ nó láo dữ lắm. Ở đây không có. Cửa sổ thì khóa lại. Ê, Nguyên rồi. Chuyện gì? Cậu bị nghẹt. Đi. Chỉ có tôi là tốt với anh thôi. Điều đó tôi không cảm thấy. Đi tắm trước đi. Tắm chung nha. Một đống xì gà với cái đồng hồ. Simon à, chết rồi. Chuyện gì vậy hả? Ra ngoài. Simon à. Im lặng đi. Ra ngoài. Không phải đâu. Đã biểu im ra ngoài mà. Ra đi. Không nói không được. Để người ta làm việc xong rồi nói có được không hả? Nè, tôi đã căn dặn rồi, khi làm việc đừng có nói này nói nọ. Chỉ có một trái lựu đạn định giờ, làm những cái gì phải sợ chứ hả?
Chuyện gì? Tính nói trên biết là còn trái bom nó chưa gỡ. Còn bao lâu nữa? Còn có phút nữa thôi. Một phút hả? Ý chạy mau đi. À, cổ còn ở trong cái chừng lựu đạn mê đó. Lựu đạn mê đó nha. Hộp xoàn để ở đâu? Ông là ai vậy? Hộp xoàn ở đâu? Tôi cũng muốn biết hộp xoàn để ở đâu. Còn ngàn bướm hả? Wasabi. Không ăn. Tôi. Hãy dùng cái này đi. Cảm ơn nha. Đứng yên. Cảnh sát Hồng Kông đây. Tôi thưa tới công cảnh sát đó. Nói mau, hộp xoàn để ở đâu? Câu không nói sẽ giống như là nó đó. Hả? Răng giả? Ừ. Răng giả? Đồ ngu. Ừ. Răng của nhà ngươi là răng giả hả? Để ta coi mắt nhà ngươi có phải là mắt giả hay không. Lấy mạng mày. Đằng kia. Simon, cứu em với! Simon, cứu em! Simon! Simon!
Thằng đầu trâu kia, đừng có gần chân tôi nha. Cho mày chết nè. Tôi đã nói rồi mà. Đấy, ngày hôm nay cho mày chết luôn. Hãy xem nè, Yvonne vẫn gạt chúng ta, vẫn qua mặt chúng ta. Anh nói đúng lắm, tôi không có lời gì để nói. Anh nói gì chưa đúng đâu. Cô ta lợi dụng anh để bảo vệ kim cương này, nhưng mà cuối cùng được rồi á, cũng trao lại cho anh thôi mà. Bảy năm, ba năm, sáu năm, bốn năm, ít ra cũng 5 năm. Nè, tóm là chỉ là quản hình thôi. Yvonne đâu cần ở tù chứ, làm gì dữ vậy? Bạn bè với nhau 5 năm đi. Nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi. Hỏi cái gì? Lần này có chơi tôi không? Không có. Được, quả nhiên là bị cái đầu óc không ngoan lên lợi. Đoán việc như là thần vậy. Tôi đoán trúng rồi, anh không dám chơi tôi đâu. Sự thật, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Hỏi đi. Cái vụ án này đây, anh tính gác nổi không? Người nào là cảnh sát Michael Lâm? Chính tôi đây. Tôi ở tổ điều tra tội ác thương nghiệp. Tôi là sĩ quan Lý Kiến Quốc. Ông chỉ có 2 sao thôi, ít hơn tôi 1 sao đó. Còn không xin lỗi hả? Sorry sir. Còn mày đó, mày khờ khảo, có phải là 1 sao không? 1 hột thôi. Một cái dương miệng bằng vàng thật là nhỏ xíu à. Good, sorry sir, không phải, morning sir, good morning sir. Coi mặt của mày, cứ khinh thường người ta. Dòm xuống một chút đi. Mục đích của tao tới đây hôm nay là muốn ông trao tất cả hồ sơ ông đang nắm trong tay thật là rõ ràng, trao hết lại cho tôi. Những người làm cảnh sát chúng ta khỏi cần mặc cả với những người trong giang hồ. Nếu như không, tôi sẽ dùng chức vụ của tôi lột lon ông xuống đó. Hình như không có cấp bậc này. Phải rồi, sa thải luôn. Cấp trên của tôi cũng là cảnh sát trưởng, ông phải hỏi ông ấy đó. Khỏi cần phải hỏi, Michael, hãy trả hết hồ sơ cho ông. Làm vậy là bất công lắm. Vụ án này tôi đã theo 3 năm 8 tháng rồi, tại sao lại trong cách dễ dàng vậy? Ê, ông còn có biết đâu, người ta là cảnh sát minh tình. Cấp trên kêu cố tình đào tạo ra lên chức như là ngồi trực thăng, tôi cũng đành chịu thôi à. Ráng chịu đựng đi nha. Minh tình. Gì đây? Tao quen mặt mày mà, Dan Simmons, người trọng tài nổi tiếng trong giới giang hồ, chuyên viên đàm phán, luật sư Lumen. Thời đại thay đổi rồi, pháp luật phải có bằng cớ mới được. Đối với những người phá rối trật tự, coi trời bằng dung cũng là như các người, quá lộng hành, không có công lý, không có lý lẽ. Nói cho ông biết nha, đừng có mơ tưởng. Nếu ông muốn bảo vệ người đàn bà kia nữa, tôi sẽ bảo vệ luật pháp, bắt ông ở tù đó. Những lời nói mạnh bạo như vậy, một mình ông nghĩ ra hay là ai giúp giùm vậy hả? Thứ nhất, ông đã học sai sách. Thứ hai, luật pháp không công bằng đâu. Thứ ba, ông phải dùng nước để súc miệng đi. Nói gì đây? Nói ông hôi miệng. Ông dung túng thuộc hả? Thưa ông, Hồng Kông là chỗ tự do ngôn luận nha. Đúng vậy, là chỗ tự do ngôn luận đó. Đàm Simmons, tôi sẽ trả lại kim cương cho ông, nhưng ông phải thả Yvonne ra. Đừng có nóng, chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền. Nhận được tiền rồi chúng tôi sẽ thả ngài mà. Được rồi, 2 giờ ngày mai chúng ta gặp mặt ở gia đình qua. Simmons, mày thiệt là ngu mà. Mày tưởng gọi điện thoại công cộng là tao đây không có nghe được hay sao? Tao cho mày biết nha, mày hết hơi rồi, tao cho mày chết. Nè, anh hết giận rồi hả? Bạn tụi nó hay sao?
Vụ này mà đổ bể con mẹ kia bị cảnh sát bắt được, nhất định là sẽ nói ra hết đó. Sau khi lấy được tiền, tôi sẽ giết chết bà ta. Con à, con đừng có sợ mà, đâu có gì phải khóc chứ. Con nít mà, đâu có gì sợ con. Chắc là cha mẹ của em bé thấy em bé xấu quá cho nên bỏ chỗ này đi con. Thôi mình đi đi nghe hả. Đi. Vui quá chứ ha, bên này nè đi. Được rồi. Thiệt là vui ngang qua bên này đi hả. Đó đi. Nè, vui thiệt đi qua bên này đi ha. Đi mất thì giờ quá mà. Đi qua này đi ha. Đúng rồi. Mục tiêu thứ nhất xuất hiện. Tiếp tục theo dõi. Mục tiêu thứ hai xuất hiện. 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 Đồng xe bệnh, tao coi lần này mày làm sao bay ra khỏi bàn tay của tao. Mày thoát không có được đâu. Các vị chú ý, thoát băng nha. Ở đây. Đừng nói tới chuyện không đồng đều nha. Mỗi người một cái. Hả? Bạch phiến. Bạch phiến. Đây là đồ thiệt. Các ông biết rồi mà. Làm ông có lợi nhất là bán cái vụ này đó. Thôi băng. Đàm xê mình. Mẹ kiếp mày, tao thưa mày tội buôn bán bạch phiến cho mày biết tay tao. Cho mày biết tay tao. Còn một thùng trong xe nữa. Tao lấy đi. Máy nghe trộm không ngại tuyến. Có thâu được hay không? Thâu rõ lắm nhưng mà. Yvonne đâu? Không sao chứ. Sao mà anh ngu quá vậy? Nếu không sợ đi đuổi em. Anh không có ngu như em. Cho dù ngu đi nữa cũng là tình người. Đàm xê mình. Lần này nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi. Có báo cảnh sát không? Không. Nhưng hãy xem phía sau kìa. Đạp xe mình không thoát được đâu. Đạp xe mình, đừng có chạy, tất cả nằm xuống đi. Chạy đi.
lên, lên xe. Mau lên, mau lên. Nhanh lên đi. À, chạy đứng đi nha, đứng đi. Châu à, chạy đi, ok. Tại sao như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thằng kia, lại nhanh chút xíu đi. Đừng có nói nhiều. Nhanh lên, biết rồi mà. Bọn chúng đuổi theo đó. Nhanh lên đừng để cho nó chạy. Nhanh lên đi. Bị bắn nổ bánh xe rồi. Sao chạy được? Mua một trúng hai. Còn cái gì chứ, chạy máu đi. Đừng chút. Tôi có hai người rồi. Nguy rồi, nguy rồi. Hai người chạy đi, tôi yểm trợ cho. Đi, đi, đi. Đuổi theo, đuổi theo. Xin chào tôi với. Cũng may là tôi chiến chạy được kia từ nhỏ. Tôi cũng vậy. Vậy à? Mấy người chạy đâu rồi á? Dùng sót kỹ đi. Mặc kệ nó, bắn đi mở đường. Chạy. Mẹ mày. Ây da, ây da, hết chỗ bắn rồi sao? Ngay đích tôi mà bắn à. Ây da, tôi bây giờ bẻ rồi, đau lắm. Chạy đi. Chạy mau. Đuổi theo. Ê, 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 đừng có chạy lẹ quá. Ê, từ từ, chờ tôi với. Ây da, bị bắn cũng là tôi, bị té cũng là tôi nữa. Anh thì không phải là đàn ông mà. Thì phải rồi, tôi đâu giống đàn ông chứ, tôi ghét đàn ông lắm. Đừng em mau lên. Đến tôi cổng anh. Mau lên. Sao mà tụi nó theo mình hoài vậy? Nhanh lên chút đi. Ây da, nổ trúng đích tôi kìa. Mau lên, ây da, chạy mau lên. Ây da, mau lên đi, mau lên. Vậy mà nó không phải đàn ông. Sao đụng tới đó lại đau vậy chứ? Đụng chỗ này đàn bà cũng đau mà. Ây da. Chạy mau. Không sao chứ? Anh đúng là một người đàn ông. Ừ. Không những là đàn ông mà đường đường còn là một nam tử hán nữa. Ừ. Tôi là đàn ông. Tôi là đàn ông. Nói tôi biết, có phải tôi là đàn ông hay không?
Đừng có nói nhiều như đàn bà. Tôi ghét nhất người ta gọi tôi là đàn bà. Cho tụi mày biết tay. Đàn không chuyển thể đi. Chân xung tâm bạch cốt. Bạch cốt trưởng. Bắt đầu ngày hôm nay, tôi là một người đàn ông đầu đôi trời, chân đạp đất. Nè, anh cho tôi biết đi, ở đâu vậy hả? Phải rồi, ở đâu? Ở đây nè. Cứu tôi với. Tao bắt con xe mình, tao sẽ bẻ cổ nó, đập gãy chân nó, đập bể đầu nó. Chạy mau lên đi, chạy mau đi. Cảm ơn nha. Khỏi cần cái sáo, xong hết rồi. Tới rồi, lên xe. Xong hết rồi. Đợi tôi với. Cứu tôi. Qua mặt. Đợi chút đi. Đợi lại trước. Xong hết rồi. Đạp xe mình, mày chưa đã chưa? Muốn chơi thêm một lần nữa. Đừng nói nhiều, bắt nó. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Khoan đã. Được rồi. Bắt đi. Cục chặt nó chưa? Nè, khỏi cần kiếm nữa, tôi ở đây nè. Chỗ này là chỗ mày ngồi sao? Mày đâu, đưa nó ra phía sau. Khỏi cần. Xin lỗi nha. Hãy ra mau đi. Rõ ràng bằng có rõ ràng rồi. Lần này nhất định là tao sẽ được lên chức mà. Cái vụ này ăn thua gì tới mày hả? Vậy ăn thua gì tới ông chứ? Ông tụi tổ điều tra tội lỗi thương nghiệp. Còn hai người này là mua bán bạch phiến mà. Hai người này trọng phạm sử dụng tiền mua lậu. Hả? Michael, chỉ có thấy bạch phiến chứ không có thấy tiền buôn lậu. Tôi đã có một người đàn bà làm nhân chứng. Nhưng người đàn bà đã mất tích rồi. Cười gì? Đàn Simon, lúc các người giao dịch tôi đã chụp tất cả các hình rồi, còn băng ghi âm nữa. Tôi có đủ mọi thứ. Chuẩn bị rửa đít đi. Đi ngồi tù nha. Ngày nào tôi cũng tắm ở nhà. Nhưng nghe nói ông chỉ chụp được mấy trái banh chứ không có chụp được tôi đâu. Vậy sao? Sếp à, không biết giờ phút quan trọng người nào lấy trái banh che ống kính của mình lại đó. Đồ ngu. Ơi, đúng vậy. Tôi đây chứ ai. Không có sao đâu. Tôi còn băng ghi âm mà. Chỉ cần cái đó thôi cũng đủ đưa mày đi tù rồi. Ờ. Chết rồi. Mở ra cho nghe được không hả? Đàn xe mình, tao xem mày làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Tao cho mày biết tay. Đàn xe mình, tao đục mẹ mày. Tao đục đứt mày. Tao đục miệng mày. Mày làm gì vậy hả? Mau tắt đi, mau đi. Trời, những câu ăn nói tục tiểu như vậy mà có thể cho người ta nghe. Nè, đừng có quăng bỏ nha.
Tôi cho ông biết, tôi sẽ mang nó ra để làm cung từ trong tòa án. Đừng có sợ, nó chơi thôi. Mày ngon lắm mà. Hãy đứng yên đi. Nếu không nói một tiếng sorry, tôi thua đó. Hả? Nếu không nói sorry, ngay cả người mình cũng không binh nữa. Phải. Sorry. Vậy mới ngoan chứ. Samana, hãy chạy đi. Tôi có hẹn với bọn ký giả đó. Có thể cho chúng tôi biết quá trình vụ án thì như thế nào hay không hả? Dạ là con cho tôi biết quá trình phá án của vụ này là như thế nào đây hả? Câu chuyện là như vậy nè. Thế, xong rồi. Có đẹp không? Coi, đẹp lắm. Thằng Joe cuối cùng đã thành đàn ông rồi. Ở trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Cho dù nói láo cũng có thể sửa được mà. Đổi tới một chút xíu đi. Có quyền góp tiền bạc gì những lão phải để dành đồng bạc để mà cạo gió chứ. Đừng có nói như vậy chứ. Anh có một món quà nhỏ muốn tặng cho em nè. Cảm ơn. Coi kìa, tới giờ lên máy bay rồi. Đừng giận nữa. Nhớ nha, từ đây đừng nói láo nữa nha. Bye bye. Tiếc quá. Không được sao. Có một điều này em chưa bao giờ gặp anh. Em nói gì? Em thì thương anh lắm. Cái gì? Em thương anh. Bye đi.